Chào các bạn đến với kênh Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm mình sẽ làm video test mấy cây đàn cho khách. Đây là hai cây đàn lắp máy nhá. Đèn bầu lắp máy sẵn loa này. Đấy, có pin sạc, có lỗ cắm phát nhạc của anh Han ở Gia Lâm, Hà Nội này. Và của anh Trung ở Hồ Chí Minh nhá. Nhà hai cây đàn lắp máy này, hai cây này thì có thể phát nhạc đánh nhạc mít được nha. Trên màn hình nha. Tiếp tục cây này cũng là một cây bầu máy nha. Có hai đĩa nghe nha. Cắm ra loa để chơi nha, có thể cắm ra loa và âm đi ngoài để chơi nữa nha. Nếu muốn nó to hơn thì có thể cắm loa nén để chơi nha. Đấy.
và bác nào biểu biểu diễn thì có thể cắm ra thêm lo nén để chơi nhá. Còn đây là hai kinh nguyệt gửi cho khách, một khách ở Bắc Ninh, ở Ninh Bình. À, một khách ở Ninh Bình. Hai cái người thổi hát văn nhé. N129 nha. Ai đặt hàng thì mình liên hệ mình qua Zalo nha.